Dẫu cho người Trung Quốc vẫn luôn tự hào về đập Tam Hiệp, con đập thủy điện lớn nhất hành tinh của họ có thể trường tồn với thời gian và kháng lại gần như tuyệt đối các tác động tấn công từ nhân tạo, thì mới đây, chính phủ và giới chuyên gia của Trung Quốc đã chính thức công khai thừa nhận một số vấn đề gây chấn động về đập Tam Hiệp, cơ bản là như sau. Thứ nhất, chính thức thừa nhận những tác động khủng khiếp mà con đập gây ra cho địa chất, sinh thái, khí hậu và môi trường xung quanh. Thứ hai, hiện tại đã quá muộn để có thể sửa chữa những điều đó. Người Trung Quốc chỉ có thể khắc phục phần nào mà thôi. Khi mà chủ đề về lợi ích và nguy cơ của con đập lớn nhất hành tinh đang ngày càng nóng trên chiến trường quốc tế, thì những thừa nhận này của chính phủ Trung Quốc gần như một cú chốt đã tác động lớn tới luồng ý kiến trái chiều về vấn đề này. Vậy, thực hư về những lời thừa nhận đó ra sao? Xin mời các bạn hãy cùng theo dõi video. Sau đây là 9 vấn đề nhức nhối về đập Tam Hiệp mà Trung Quốc đã phải thừa nhận. 1. Nhiều trầm tích ở lòng sông Thượng Lưu và hồ chứa Tam Hiệp. Trầm tích ngày càng tăng cao là một trong những thảm họa chính của đập Tam Hiệp. Sau khi đập Tam Hiệp được xây dựng và mực nước ở thượng nguồn nâng lên, dòng chảy ở thượng nguồn đã chậm hơn trước. Theo đó, cát và đá không thể đổ được xuống kịp thời nên đã bị chất đống trong lòng sông và hồ chứa. Khi thời gian trôi qua, lòng sông ở thượng nguồn sẽ được nâng lên ngày càng cao và dẫn tới lũ lụt dễ dàng xảy ra hơn. 2. Mối đe dọa với hạ lưu sông và đồng bằng sông Dương Tử. Do sự bồi lắng của thượng nguồn, nước làm xói mòn bờ sông hạ lưu dễ dàng hơn. Trong tình huống như vậy, các bờ sông dễ dàng sạt lở hơn. Đó là một mối nguy hiểm lớn đối với cả người dân và đất nước Trung Quốc, đặc biệt là khi có lũ lụt. Ngoài ra, ít trầm tích hơn còn làm cho vùng cửa sông Dương Tử co lại và nước biển thì xâm lấn vào bờ. Trong quá khứ, Thượng Hải ở cửa sông Dương Tử vốn lớn trung bình là 40m ra biển, nhưng giờ đây, ngược lại, thành phố này lại phải đối mặt với mối đe dọa từ đại dương. 3. Nhiều sinh vật đang bị đe dọa. Từ khi có đập Tam Hiệp, nhiều loài cá không thể vượt qua được Tam Hiệp và di cư như trước, và sau đó thói quen sống và di chuyển của chúng đã phải thay đổi. Trong khi đó, nơi sinh sản của một số loài cá ở sông Dương Tử giờ đây đã bị hồ chứa đập Tam Hiệp lấn chiếm. Một số sinh vật nước quý hiếm của sông Dương Tử đã tuyệt chủng hoặc đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, chẳng hạn như cá trích Dương Tử và cá tầm Trung Quốc. Tổng số loài sinh vật bị ảnh hưởng bởi Tam Hiệp là có khoảng 6.400 loài thực vật, 3.400 loài côn trùng, 300 loài cá và hơn 500 loài động vật có xương sống trên cạn. 4. Biến đổi khí hậu của lưu vực sông Dương Tử. Có đập Tam Hiệp, lượng nước ở thượng nguồn lớn hơn rất nhiều, nhưng diện tích các hồ và vùng đất ngập nước ở hạ lưu thì sẽ bị giảm xuống. Lượng nước nhiều hơn, nhiều nước bốc hơi, tương tự, ít nước thì sẽ ít bay hơi. Sự thay đổi trên sẽ tác động tới vi khí hậu của lưu vực sông Dương Tử. Do đó, tình trạng hạn hán, lũ lụt và nhiệt độ dọc theo sông Dương Tử cũng sẽ thay đổi so với trước đây. Ví dụ, trong phạm vi của 1-2 km của hồ chứa Tam Hiệp thì nhiệt độ trung bình hàng năm đã tăng lên 0,1-0,2 độ. Nhiệt độ trung bình vào mùa đông và mùa xuân thì tăng lên 0,3-1,3 độ C, nhưng vào mùa hè thì giảm đi 0,9-1,2 độ C. 5. Rất nhiều di tích văn hóa và di tích lịch sử đã bị nhấn chìm. Để xây dựng được Tam Hiệp thì một số lượng lớn các di tích lịch sử và các di tích văn hóa đã bị nhấn chìm hoặc ngập một phần, bao gồm hơn 60 địa điểm của thời đại cổ sinh, hơn 80 địa điểm của thời đại đồ đá mới và hơn 470 di tích lịch sử từ thời Hán, từ năm 202 trước công nguyên tới năm 220 sau công nguyên. Đến thời nhà Minh, từ năm 1368 đến năm 1644 sau công nguyên, vân vân. Đây được xem là một thảm họa đập Tam Hiệp không thể xóa nhòa và là một sự mất mát lớn về văn hóa của nền văn minh cổ đại Trung Quốc. 6. Sự lây lan của bệnh sán máng về phía Tây. Bệnh sán máng là một loại bệnh ký sinh trùng gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe con người. Trước đây, bệnh sán máng chỉ xảy ra ở vùng hạ lưu sông Dương Tử vì ốc sông mang mầm bệnh sán máng không thể tồn tại trong nước chảy xiết ở thượng nguồn. Thế nhưng, bây giờ nước trong hồ chứa Tam Hiệp đã chảy nhẹ nhàng hơn, cung cấp điều kiện sống lý tưởng cho ốc sông. Do đó, bệnh sán máng đã lây lan về phía Tây đến khu vực đập Tam Hiệp, tỉnh Trung Khánh và Tứ Xuyên. 7. Cuộc di cư lớn của hơn 1,4 triệu con người. Di cư là một trong những vấn đề lớn nhất của đập Tam Hiệp. Sau khi hồ chứa bắt đầu trữ nước, khoảng 13 thành phố lớn, 140 thị trấn đã bị ngập lụt và phải di rời. Kèm theo đó là khoảng 1,4 triệu người ở Hồ Bắc và Trung Khánh, cũng như rất nhiều vùng khác phải di cư theo đợt khi mà tổng cộng có khoảng 1.600 làng mạc bị ảnh hưởng. Họ phải rời quê hương, nơi chôn rau cắt rốn để bắt đầu một cuộc sống mới ở một nơi xa lạ. Cuối cùng là 1.600 doanh nghiệp và đơn vị khai thác mỏ phải dừng hoạt động. 8. Ô nhiễm tảo và rác thải. Kể từ năm 2006, khi đập Tam Hiệp cơ bản hoàn thành, thì ô nhiễm tảo đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng trên các nhánh sông Dương Tử. Dọc sông Dương Tử, đầy rẫy các mỏ phốt pho và các nhà máy chất gây ô nhiễm được thải thẳng ra sông, dẫn tới tình trạng tảo độc sinh sôi nảy nở trên mặt nước.
Trong khi đó, do bị chặn bởi đập Tam Hiệp, sông Dương Tử mất dần khả năng phân tán chất gây ô nhiễm trong nước. Hậu quả là nước ở các nhánh sông của Dương Tử tại tỉnh Hồ Bắc đã trở nên xanh lè, bốc mùi hôi thối, đẩy hàng ngàn người dân vào cảnh không có nước sạch. Ở khu vực đập Tam Hiệp cũng xuất hiện những đảo rác khổng lồ. Mưa lũ mùa hè năm 2010 đã cuốn hàng chục ngàn tấn rác xuống sông Dương Tử, phủ kín tới 50.000 mét vuông mặt nước trên sông và trôi tới đập Tam Hiệp. Có những đảo rác dày và kết chặt lại với nhau tới mức có thể đi bộ bên trên. Lượng rác này đã đe dọa làm nghẽn hoạt động của đập. Ước tính mỗi năm, tập đoàn đập Tam Hiệp đã phải chi khoảng 1,48 triệu đô để dọn rác trôi về phía đập. Trước đó, các chuyên gia môi trường cũng từng cảnh báo hồ chứa nước của đập có thể trở thành hầm cầu, chứa nước thải không qua xử lý và hóa chất công nghiệp và hoạt động của đập Tam Hiệp sẽ đẩy nước thải về phía thành phố Trùng Khánh. Ô nhiễm thì lại đe dọa hủy diệt môi trường sinh thái dọc sông Dương Tử. Giới chuyên gia môi trường Trung Quốc và quốc tế đã khẳng định đập Tam Hiệp đã góp phần vào sự tuyệt chủng của loài cá heo nước ngọt Baji trên sông Dương Tử. Lượng cá tầm sông Dương Tử đã giảm sút đáng kể sau khi đập được đưa vào hoạt động. Loài xếu Siberia cũng đang có những nguy cơ tuyệt chủng do đập Tam Hiệp đã hủy diệt một diện tích lớn đầm lầy nơi trú đóng của loài xếu này. Ngoài ra, một diện tích lớn rừng trong khu vực cũng đã bị phá hủy. 9. Gây hạn hán, lũ lụt và nguy cơ động đất. Do mực nước trong hồ chứa dâng cao, đập Tam Hiệp gây xói mòn lở đất nghiêm trọng ở hai bên bờ nhánh sông Dương Tử. Từ năm 2007, 91 điểm ở bờ chứa đập Tam Hiệp đã bị lở, khoảng 36 km đã bị sụp. Một số vụ lở đất dọc sông Dương Tử đã tạo ra sóng thần cao tới 50 mét. Tháng 7 năm 2007, một ngọn núi dọc một nhánh sông Dương Tử đã bị lở, gây sóng lớn, cướp đi sinh mạng của 13 nông dân và 11 ngư dân. Tháng 11 năm 2007, một trận lở đất khác làm 30 người mất mạng. Tháng 7 năm 2010, lũ lụt và lở đất gần đập Tam Hiệp làm 30 người thiệt mạng. Chính quyền Trung Quốc cũng thừa nhận áp lực từ hồ chứa khổng lồ của đập Tam Hiệp có thể dẫn tới nguy cơ động đất. Sau khi đập Tam Hiệp được hoàn thành, nhiều vết nứt bí ẩn đã xuất hiện ở các con đường, tòa nhà, các thị trấn và làng mạc trong khu vực. Các chuyên gia môi trường cho biết, do làm thay đổi dòng chảy sông Dương Tử, đập Tam Hiệp đã khiến hạn hán thêm trầm trọng ở các khu vực miền Trung và miền Đông Trung Quốc. Hạn hán liên tục trong 4 tháng đầu năm 2011 đã khiến mực nước ở một đoạn giữa sông Dương Tử tụt xuống mức thấp kỷ lục. Các thành phố ở khu vực hạ lưu đập không còn khả năng tiếp nhận tàu bè vào cảng. 400.000 dân và 97.300 gia súc ở tỉnh Hồ Bắc đã rơi vào cảnh thiếu nước sạch. Ở tỉnh Hà Nam, 320.000 người bị ảnh hưởng. Nhiều cáo buộc cho rằng đập Tam Hiệp đã giữ nước để đảm bảo sản xuất điện. Dù nhận biết được những vấn đề do đập Tam Hiệp gây ra nhưng không thể làm gì, chuyên gia môi trường kỳ cựu ở Trung Quốc Đới Thành cho rằng dù thừa nhận các vấn đề do đập Tam Hiệp gây ra thì chính quyền Bắc Kinh cũng khó có thể làm gì, đã quá trễ để giải quyết được những vấn đề đó. Chuyên gia môi trường Vương Vĩnh Thần thì cho rằng Bắc Kinh có thể giải quyết một số vấn đề như cải thiện chất lượng nước nhưng cũng thừa nhận chẳng thể làm gì nhiều. Chúng ta chắc chắn không thể cho nổ tung con đập đó được. Dù vậy, giới bảo vệ môi trường của Trung Quốc thì lại cho rằng tuyên bố của Quốc vụ viện sẽ là một vũ khí chống lại trào lưu xính làm thủy điện tại Trung Quốc. Mới đây, Cơ quan Năng lượng Quốc gia Trung Quốc còn lên kế hoạch sản xuất thêm 140 GW thủy điện trong vòng 5 năm tới. Một phần trong kế hoạch này là xây dựng tới 13 đập thủy điện dọc sông Nộ Giang ở Tây Nam Trung Quốc, một khu vực sinh thái giàu có. Báo chí Trung Quốc cũng cho biết Thủ tướng Lý Khắc Cường đã từng tỏ thái độ phản đối kế hoạch xây đập trên sông Nộ Giang bằng việc nhắc lại những vấn đề của đập Tam Hiệp. Thủ tướng Lý Khắc Cường có thể đang bắn mũi tên tới những kẻ mù quáng chạy theo đập thủy điện và sẵn sàng quên đi những bài học trong quá khứ.